Tế Điên Nam Định. Chào khán giả trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định cũng như trên fanpage Tế Điên Nam Định. Hôm nay người 13, ngày 13 tháng 1 năm 2024. Tế Điên làm clip gửi lên trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định cũng như trên fanpage Tế Điên Nam Định. Qua một buổi tối livestream cũng như là những ngày mà Tế Điên trên Hà Nội, và tối hôm qua là ngày livestream trực tiếp trên kênh YouTube sau những ngày Tế Điên đi công việc cho một người em, rồi trở về sự việc đó thì tối hôm qua livestream tắt livestream cả đêm, 2 giờ đêm Tế Điên chỉ có ngồi đọc những comment của khán giả, có 1-2 khán giả Tế Điên trả lời, còn có rất nhiều khán giả Tế Điên không trả lời. Không phải là vì ngại ngần hay là cái gì đâu, mà Tế Điên thấy nó cũng buồn cười, nó buồn cười thật sự luôn đó. Có những khán giả yêu quý Tế Điên bằng thật lòng thì cũng cho Tế Điên cảm ơn khán giả yêu quý đã dành cho Tế Điên trong suốt thời gian qua, yêu thương Tế Điên, coi Tế Điên như người thân, khi Tế Điên làm sao động viên vỗ về và để cho Tế Điên đứng lên trong những lúc Tế Điên mềm yếu nhất. Cũng như một lần bị mất kênh, khán giả yêu thương động viên từ cái lời tình cảm đó mà Tế Điên đứng lên để làm kênh và khẳng định bằng đôi chân của mình. Không có những khán giả đó thì thật sự Tế Điên không có tiếp tục ngày hôm nay ngồi được live stream trong vòng có mấy tháng mà lại chuẩn bị bằng kênh cũ. Hiện bây giờ 53.000 khán giả vào đăng ký, đó là dành tình cảm cho Tế Điên. Tế Điên gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với những khán giả đã theo dõi cũng như là ủng hộ và gửi đến những lời động viên chân tình nhất với Tế Điên Nam Định. Sau đó lại đến Tế Điên được gửi lời đến với những thành phần ở các kênh khác đục nước báo cò, lợi dụng vào lúc Tế Điên đang như thế này vào để tấn công, để làm nói chung là quấy đảo kênh mình. Thì Tế Điên cũng gửi luôn đôi lời cho các con vợ như thế này. Thứ nhất, Tế Điên không cần sự nổi tiếng. Nổi tiếng ấy, nó nhiều kiểu nổi tiếng, đúng không mọi người? Nổi tiếng mà làm bậy làm bạ cũng nổi tiếng còn hot hơn cả, cả làm ăn chân chính cơ. Tế Điên nói thật, vì Tế Điên làm trang mạng Tế Điên biết rồi. Đó, mọi người thấy đấy, live stream ở cái nền tảng cứ chửi vậy, chẳng hạn như vậy nhá, cứ lo họ chi kia, mình thấy lại nhiều người vào xem ấy, mà lại còn kiếm được nhiều tiền trên cái loại mặt trang mạng ấy. À, mọi người thấy những thằng chửi bới các kiểu đấy, nó giàu lên nhanh lắm. Sao một người làm YouTube chân chính lại vẫn cuộc sống kham khổ thế này? Đó mới là điều mọi người phải hiểu sâu một chút. Còn có những người thì nói thì cũng hay lắm, nhưng là phải vào đặt cương vị của mình và người ta đi thì mới cảm nhận được và hiểu được cuộc đời mà nó mang trá lắm. Đó. Còn Tế Điên thì nó thật sự luôn này, mình sống bằng thật của chán ai, không cần hình ảnh. Mà Tế Điên nói thẳng luôn này, hình ảnh thì chết minh họa thôi, thì nói trước nay rồi, đừng có ai nói từ làm mất đi hình ảnh như thế. Tế Điên sống bằng thật, ai là người theo dõi Tế Điên họ sẽ hiểu, họ sẽ hiểu. Và từng khán giả cũng đã từng comment nói là
trang mạng có kẻ ghét người ưa mà. Mình có tốt thì họ cũng bảo không ưa mình, họ vẫn bảo ghét. Nên là mình cũng chả chiều lòng được ai đâu. Mình sống đúng lương tâm mình thôi. Tế Điên hoàn thiện. Và Tế Điên xác định là một con người sau bao nhiêu lỗi lầm đó đứng dậy và để làm người, để được sống những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, vợ con. Chứ mình có đâu sống vì mình đâu phải đứng dậy mình sống vì cộng đồng mạng đâu. Đầu tiên là mình sống cho gia đình mà, cho vợ con, cho bản thân mình đó. Sau này mình lập kênh, mình truyền tải các cháu hiểu được là đúng là chủ yếu dành cho các cháu, vì chúng mình lớn cả rồi, anh em chị em bạn bè các với mình là lớn cả rồi, có tuổi rồi, quá hiểu rồi sự đời rồi. Đây là mình truyền tải cho các cháu, và các cháu mới là cái quan trọng. Và các cháu mình truyền, chú tế có truyền tải thì các cháu hiểu được thì các cháu hiểu, không hiểu được các cháu cũng phải chịu thôi. Đó. Đúng không? Gọi là mình làm một cái kênh giải trí mang tính chất để cho các cháu hiểu được cuộc sống, để tránh xa cái vòng pháp luật này. Cho nên có những kênh hay những cái nền tảng người ta đăng ra cái vụ án, đấy là có sự trên cả răn đe luôn, sự trả giá các thứ mà vẫn tiếp tục xảy ra, vì xã hội này không thể thiếu được hai mặt lúc nào nó song hành, mà thiện và ác. Giữa người thiện và người ác nó chỉ có chênh nhau một tí thôi, một tí thôi. Đây là Tế Điên học lớp 4 nhé, chỉ hiểu được lâu như thế, và mình truyền tải chỉ bằng thật của mình luôn đó mọi người ạ. Nên Tế Điên không không phải gò bó đâu, sống không phải gò bó quá, không gò bó đâu, không phải vì cái hình ảnh cái gì, hình ảnh nó để nó đến nó đánh vào mặt mình, hình ảnh mà để nó dẫm đạp lên mình thì hình ảnh cái gì. Còn có người nói thì nói hay lắm, nói và làm đi xa lắm, thì sợ là đặt vào cương vị các bạn có nhẫn được không, cứ đổi lời chữ nhẫn rồi này nọ kia. Thế nên chỉ nói này, có những gia đình, có những gia đình chơi chữ nhẫn đặt ở nhà đấy. Thế nên mổ xẻ nhé, còn chưa hiểu được hết chữ nhẫn đâu, không phải ai chơi chữ nhẫn cũng hiểu được cái chữ nhẫn đâu, mà làm được như chữ nhẫn đâu. Đó, các ông giáo đấy được sự đào tạo từ bé, ăn học từ bé, sống trong pháp chế của nhà nước, còn đang phạm tội kìa, còn đang phạm tội kìa, tội giết người còn có đấy, trung úy vừa rồi gì đấy. Đó. Rồi các cán bộ như trại giam như Yết Cô Leo lại chết người kìa, nhiều lắm, kể không hết. Rồi có những người quan chức kia có tham ô các kiểu kìa, thì đừng nói mà thằng lưu manh như Tế Điên, nhưng là vấp ngã đứng lên rồi mà nó còn đạp xuống nữa thì đó. Nhưng là Tế Điên đã bảo rồi mà, nhưng là Tế Điên đây là Tế Điên đang không phải nhắc lại cái chuyện cũ nhé, mà Tế Điên đang muốn lấy những cái câu chuyện đó để gửi đôi lời đến những loại tô xích. Đợi lúc Tế Điên có một cái gì đó rồi là tấn công vào những các kênh của Tế Điên, thì Tế Điên có cần sự nổi tiếng đâu, mình có bán cái gì trên trang mạng đâu, đúng không? Mà cần phải câu like, câu view. À, rồi có ông không biết thì bảo thằng này nó bán ấy, các thứ này chưa bán nhá, từ ngày kênh YouTube này chưa bán một cái gì hết. À, không bán một cái gì trang mạng cả. Đó, trước đây có bán măng từ kênh cũ cơ, nhưng nó không ấy được thì Tế Điên không bán nữa.
chưa được mấy mười mấy ngày, bưu điện không nhận, có ôi thiêu lướt lướt người ta không nhận đấy thì tên nghỉ không bán đấy. Thế còn cái nên không bán nhé, đừng các con vợ đừng hiểu nhầm, đó là một. Thế nên bảo rồi nghèo nhưng không hèn, sống trong nhà thuê còn hạnh phúc và sướng, được ung dung tự tại, còn cứ phải là nổi tiếng làm sao phải gò bó mình trên cái cộng đồng mạng để làm gì, hình ảnh để làm gì, hả? Thì sống đúng mình thôi, đó, nhưng cũng không để phải khán giả phải buồn, đó. Còn nào có những người thì bảo là em theo anh rồi từ kênh cũ đến bây giờ rất yêu quý anh, nhưng là thấy anh như vậy cái nọ kia, em nói thì hay lắm. Anh nói thật luôn, mà cũng không hiểu là em có theo đuổi anh từ kênh cũ hay không, hay là em là cái dạng toxic ở kênh khác, hay là thành phần ối rồi ôi ở cái loại chúng nó bắt đầu là đến và bắt đầu là ma làm quỷ rồi, bắt đầu là lấy nói như vậy để kích động ở những khán giả kênh anh. Thứ nhất này, anh nói cho luôn cho các em biết này, anh tế điên nhé, không cần hình ảnh đâu, anh sống bằng thật, sống cho bản thân anh, cho gia đình, cho bố mẹ anh, kể cả anh không làm kênh YouTube luôn, kể cả anh không làm trang mạng luôn, đó. Anh sống bán nước chè mà, anh không thiếu công việc để làm trang mạng rồi cứ phải đau đầu, cứ phải gò bó bản thân mình thì cũng lại mệt mỏi. Mình sống tốt nè, sống ấy mà nó còn trả được, xã hội thì nó vậy đấy, muốn gửi đôi lời nó là vậy đấy, muốn làm người khó lắm, muốn làm người khó lắm, đừng ví mình như ai hết. Mình sống này không phải ví mình, không phải học ai, mình học những cái tốt cái đẹp thôi, chứ nếu mình cứ học đến chỉ mức độ đó thôi, ai mà cũng làm được như người A này thì nó không phải là mình rồi. Đó mà xã hội này thì cái gì nó cũng giàu có, cái gì nó cũng tốt đẹp, nó chả có ngu, có người ngu, người dại, người điên, đúng không? Ai cũng sống đẹp rồi, ai cũng như nọ kia rồi, ai cũng hoàn hảo như thế thì xã hội này nó làm gì có xây nhà tù, nó làm gì có xây trại thương điên, làm gì nó có sai, có xây trung tâm cai nghiện, làm sao nó có xây nhà tù. Tại vì nó thật luôn mọi người ạ. Chiều lòng cộng đồng mạng, chiều lòng xã hội lề, không chiều lòng ở đâu. Một mình tế điên nhỏ nhoi như một hạt cát trên sa mạc, làm sao chiều lòng được cả một bãi cát, một bãi sa mạc. Tế điên chỉ là một cây cỏ dại, làm sao mà lan tỏa được cả một cánh rừng Amazon, không có đâu. Còn tâm huyết của mình thì chia sẻ đến mức độ vậy thôi, làm được những điều vậy thôi, làm được những điều vậy thôi. Đó. Mọi người ạ. Chứ đừng có vào, có những vào lắm ông vào thì em yêu thương anh lắm rồi, nhưng là em thấy anh như vậy mất hình ảnh, em cứ đặt cương vị anh đi, mà anh cũng không biết là em có yêu thương anh thật không, hay là chỉ lời yêu thương qua cái comment đấy để lôi kéo những thành tử, những thành phần, rồi là những người kể cả là yêu quý mình, họ là nghĩ sai lệch cho mình. Con người thế điên nhất, sống với lập trường đấy, mọi người như nào thế điên không biết, nhưng thế điên sống với lập trường, chơi với ai làm cái gì mình phải có lập trường, không phải nghe ai hết, chả phải ai hết. Còn thế nói thẳng luôn, ai yêu quý thì yêu quý, và ai ghét mình thì cứ ghét, đó, không quan trọng, mà cũng không cần hình ảnh. Hình ảnh cái gì, mình có cần phải, mình có là vĩ nhân đâu, đó. Mình có phải là người nổi tiếng đâu, sao mọi người cứ cho mình cái từ nổi tiếng để cho mình phải gò bó cái con người mình vào nhỉ? Không cần nổi tiếng, tiếng tăm gì, tiếng tăm gì hay để bị dễ vớt, nổi tiếng thì hay bị nhòm ngó. Vì kênh của Thế Nên là kênh giang hồ mà, kênh kể về những nhà tù mà, đấy, những giang hồ mà, nên đôi khi là có những cái động chạm đó, nhưng không thể tránh được, nó cà mình đâu,
nên là không thể hoàn hảo được. Mình không phải là mình Thế Liên không phải là như ca sĩ kia hát hay lắm lúc còn lắm lúc người ta còn quay lại, không hay hết thời mới quay lại, nên Thế Liên hiểu được, nên không quan trọng đâu, không quan trọng đâu mọi người. Mọi người cứ yêu quý mình thì cứ yêu quý thôi, chứ còn đừng có cho Thế Liên là người nổi tiếng. Nổi tiếng gì đâu, nổi tiếng gì đâu. Mình cứ thấy mình vào mình xem ấy, cứ chửi bới nhau ở trên trang mạng hay là cứ làm gì sẽ đông thế, mấy ca người mấy ca người, nhưng cứ nói làm ăn chân chính, nói những lời tốt đẹp chả có ai vào xem, mà có xem thì cũng ít lắm. Xu hướng mà, xu hướng mà, xu hướng mõm mà, kẻ tung hô lắm. Nói đơn giản này này, mình livestream mình chia sẻ những câu chuyện này đấy, ở trên TikTok thôi. Đây mình nói nhá, nhưng mình không cần một cái gì đâu nhá. Đấy, nói trước livestream TikTok chẳng hạn, mình thấy cái bọn bán đồ hà đấy hay là làm gì đấy, nó cứ chửi, nó dâm ấy, nó chửi dã man, người ta vẫn cứ đặt hàng đó, người ta vẫn cứ đặt hàng tặng hoa, nhưng mà ngồi mà nói chuyện đó, lỡ như là hay ý đẹp đấy, chả ai vào xem đó. Mà mình có một cái gọi là lởi chút trên cộng đồng mạng chẳng hạn như vậy nhé, thì còn có khoảng một chút người xem. Nhưng có một kẻ vô danh tiểu tốt hay làm chưa làm cái gì cả lên chửi lắm, hot lắm, hot trên kêu lên tảng luôn đó, xã hội này mà nói thì hay, làm còn phải làm nữa mọi người. Hãy xem những người ta đi đến mục đích gì và làm được cái gì, một chút không nói lên điều gì hết, một chút không nói điều gì hết đâu đó. Còn Thế Liên thường nói rồi, Thế đã từng gọi điện thoại này còn bảo với những người anh đấy là phép thử đấy. Sự việc xảy ra cũng là phép thử luôn cho tất cả luôn. Anh em mà, tình nghĩa mà, yêu quý mà. Đến nếu khi có một việc chút thôi, quay xe hết, chia muối hết, thuê lao hết. Thì cộng đồng mạng cũng thế mà. Những người yêu quý, lắm mà từ yêu quý mà, rồi cũng phải rời ta ra đi mà. Mấy người đi theo ta đến cuối cuộc đường. Đây là mình chưa làm bầy nhé, mình chưa làm cái gì. Vì đây nó là như trong ở trong pháp luật ấy, nó có hai loại: giết người hoặc là cố ý gây thương tích. Nó có hai loại. Ví dụ giết người đó là mục đích đến để hãm giết người ta. Còn có một cái giết người là phòng vệ chính đáng dẫn đến hậu quả chết người. Mọi người phải nên nhớ, nó có một cái như vậy. Đánh nhau vậy thôi, ông tự ông đến đánh người ta thì người ta phải tự vệ, phòng vệ chính đáng người ta phải lệnh lại ông thôi. Đó, nó có ranh giới là như vậy. Nhà nước còn đang biết là người ta sai luật, nhưng đó là phòng vệ, không phòng vệ thì nó đánh, nó giết chết mình à. Thì mọi người cũng vậy thôi. Chắc là mọi người để cho nó giết mình nhỉ, hay là để nó đánh mình nhỉ, sao ngồi yên nó đánh nhỉ. Một mình Dũng đi ra giữa biển trời biển người này, không biết là tí nữa mình đi ra ngoài nó có lệnh mình không, hay nó có phục chỗ nào nó lệnh không. Nên là mọi người chưa phải vào sự việc người ta, thì là phải yêu quý người ta chẳng hạn, thì động viên người ta. Để Thế Liên nói chia sẻ thật, động viên người ta để cho người ta kìm chế được cái lòng chẳng hạn, hoặc là để lại người ta đã mở mắt thì người ta phải dẫn người ta quay về cái đường sáng.
nhưng đây lại vùi dập, rồi chỉ trích. Nói thì hay lắm, chỉ trích thì ngớm lắm. Ê, nó thật luôn. Nên là với Tế Điên thì tại sao không trả lời một khi Tế Điên 100 comment được, khi mình live stream xong mình trả lời từng người một. Nhưng cũng xin lỗi như khán giả mà đã yêu quý Tế Điên mà Tế Điên chưa không trả lời vì được trả lời người nọ mất lòng người kia. Tế Điên không trả lời vì đọc quá nhiều những comment của loại toxic của ba. Những có những khán giả cũng trước đây từng theo dõi Tế Điên lâu đấy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cũng chỉ đến thế thôi. Đó. Thế là nói mà làm thì xa lắm. Một chút thế thôi thì quay xe lại là kia, thì với Tế Điên thì không phải là người nổi tiếng nên không quan trọng. Sống mà thật, sống thật của chả ai. Sao cứ phải gò bó mình sống cho chính bản thân mình chứ. Mà mình làm được cái gì cho cộng đồng mạng, cho xã hội này thì mình làm chứ. Sao các bạn phải mỉ theo đuổi cả cuộc đời á? Sao cứ phải bắt mình nó đánh vào mặt mày mà phải nhịn à. Mày đang ăn cơm nó vừa giật bát ra nó ấn cả khựa vào mồm mày, mày cũng cố mà ngậm vì cộng đồng mạng chứ. Không có đâu. Khán giả yêu quý buồn, những người yêu thương mình có buồn mình chia sẻ luôn bằng thật luôn. Đó. Kể cả ngày mai cái đến không live stream hay là cũng không làm gì nữa YouTube, mình làm cái công việc khác, làm cái gì đó cũng được, hoặc là không sử dụng nữa, ok mọi người nhé, không có gì cả. Nhưng mình phải cho tới đây, phải nói bằng lời ruột gan thật sự của mình luôn. Đọc cả comment đây, chỉ mong trời sáng để ngồi đó. Mà tới đây nói bằng những cái gì nghĩ như nào, tối hôm qua là bật video này nói luôn, nói bằng bản chất con người mình luôn. Ai ghét cứ ghét, ai thương thì cứ thương. Đó. Nhưng là gửi đến đôi lời như cái con vợ mà vào đây tô xích hay làm những cái điều gì với Tế Điên ấy, thì nói thẳng luôn này, với Tế Điên ấy không quan trọng. Đừng cho chúng mày vào tiêm kích các kiểu luôn đi. Đó. Thế nhá. Kể cả cho bay kênh luôn đi. Nhá. Không quan trọng. Nói luôn đi nhanh. Quan trọng là mức độ ấy thôi. Vì chúng mày không đủ để tao bay kênh. Không đủ để cho tao mất đi những cái gì trong con người tao. Ừ. Người tao là thế, sống nó là vậy. Đó. Còn như khán giả yêu quý, cảm thấy còn yêu quý được Tế Điên thì mọi người, đó là ở trong tâm mọi người. Còn nếu mà cảm thấy Tế Điên nó gọi là thế nọ kia thì mọi người cũng có thể. Tế Điên nói thật là khán giả cũng không phải nghĩ gì cả, cũng có thể chia muối Tế Điên ngay giờ phút này, ngay giây phút này. Thế nên vẫn vui vẻ và cũng đã cảm ơn luôn. Từ trước đến nay khán giả đã yêu thương và đã theo dõi Tế Điên trong suốt thời gian qua. Đó là những gì của một thằng lớp 4 bước chân suốt từ bé bước chân ra xã hội, bụi đời cơm đường giữa chợ, và trở ngày càng hôm nay 85 trở về xã hội là một người công dân lương thiện nhé, chứ không phải là cái gì hết, mà chỉ là một người lương dân lương thiện, đó là chưa vi phạm pháp luật, không vi phạm pháp luật và sống chấp hành trong các quy chế của pháp luật. Đó. Và chú Tế Điên cảm ơn tất cả các cháu đã dành những tình cảm chân quý nhất đến với chú Tế Điên Nam Định. Chú cảm ơn các cháu đã cùng đồng hành với chú trong suốt thời gian qua. Các cháu mãi mãi
trong những gì của chú Tế Điên Nam Định, trong tâm của tim của chú Tế Điên Nam Định. Mong các cháu hãy sống trưởng thành và làm theo những gì các cháu nghĩ. Và chỉ tất cả những cái gì mà các cháu làm, hãy nghĩ về cha mẹ, gia đình và con trước, rồi các cháu sẽ quyết định những gì các cháu làm. Còn mà cuộc đời nó man trá lắm các cháu, họ như chú Tế Điên đây cần nha, nhưng là đó, còn không biết. Còn tối nay thì Tế Điên lại không thể live stream rồi mọi người, thì không phải là cái gì cả, mà đám cưới cháu của nhà vợ Tế Điên từ hôm qua cơ. Hôm qua Tế Điên cũng phải lên live stream để thứ nhất để cho mọi người hiểu về cái câu chuyện sự việc đó. Nó còn từ giờ đến ngày kia hay là lúc nào đó thì live stream được, thì live stream và sẽ mọi người nhé. Cảm ơn khán giả, cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi Tế Điên Nam Định. Thế sao mọi người nhé.